Từ đây về sau mấy con nỗ lực tu, nếu mà mấy con sắp xếp ổn định mấy con vô đi tu, thì thầy nói bây giờ đó con sẽ chống lại giặc sinh tử được rồi, thì mấy con bệnh nó đừng đi bác sĩ nữa. Mà khi thầy chưa cho đó thì mấy con nhớ đừng có cầm gan cầm bậy bạ đó, nó chết phải không? Khi nào mấy con đến đây mấy con tu, thầy thấy mấy con nhiếp tâm được đến cái mức đó rồi thì biết là sẽ thắng được giặc sinh tử đó. Còn mấy con nhiếp tâm chưa được, ngồi trời đất ơi, loạn tưởng mênh mông trời đất, nó ra nó vô rồi nó gục tới gục lui, nó buồn ngủ buồn nghe như vậy đó. Thôi cái chuyện này mà có đau thì đi bác sĩ giùm thầy đi, chứ ở đây thầy cứu người. Có bạn mấy con tâm mình phải nhiếp cho được, mình nhiếp được mình mới thắng được giặc sinh tử. Cho nên vì vậy mấy con vô đây thầy dạy mấy con cách thức nhiếp. Nhiếp không có nghĩa là ức chế đâu mấy con. Thầy dạy cho mấy con ngồi đây từng cái tâm niệm của mấy con khởi lên, thì mấy con quán tư duy mà ta gọi là định vô lậu. Phải tư duy, phải triển khai cái tri kiến của mấy con. Mà mấy con quán, mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con có sự hiểu biết về Phật Pháp sâu rộng rồi, mỗi Pháp mà đến tác động con thì con đã hiểu. Con chỉ cần cái tâm bất động tâm thản thì nó đi mất. Còn bây giờ nó mấy con chưa có đủ cái chi kiến á, mấy con chưa hiểu nó, mấy con cũng phát ý nó đi, nó đi nhưng mấy con bị ức chế nó đó. Cũng một pháp phát ý mà đi, cũng một pháp phát ý mà ức chế. Cho nên thầy mới bảo mấy con muốn tu phải thân cận tiền hữu tri thức, chứ đừng có ở xa mà tu. Rồi mai mốt thiên khùng nó tu theo thầy thật lạc, bây giờ tu tẩu mà quả gì mà thì không được. Mấy con nhớ là muốn tu thì mấy con đến đây đi, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Đầu tiên thầy cho mấy con như thế này, thử mấy con có ý chí quyết tâm không. Thầy cho mấy con vào trong thất một tuần lễ. Một tuần lễ mấy con thấy buồn bã quá, chắc chắn mấy con rút về khỏi mất công thời gian, phải không? Cái mấy con thấy một tuần lễ mà thấy mình sống được rồi, thầy cho thêm một tháng. À, thấy được rồi, bắt đầu thầy cho thêm một tháng nữa mà sống mình được cư mà nó không buồn thì thằng này có duyên với mình. Mình cũng sống ở trên Hòn Sơn có mình đâu có buồn. Còn giờ nó cũng giống mình thôi, nó vô đây nó đóng cái thất, nó không nhìn ngó nhà ai hết. Còn mấy con buồn quá, mấy con ngồi cửa mở tạp báo nhìn nhà mong cho họ nói chuyện để mình vui vui. Thì cái này là thầy dặn mấy cái người ngoài này nhìn mình mấy con mà nói chuyện, thầy mấy người để chuyện dạy đâu, thầy cũng đâu có đi đâu được, con hiểu không? Chỉ tâm thì được ức chế, còn mấy con sống độc cư được, dạy mấy con không ức chế đó. Mấy con hiểu chưa? Chỉ có cái hạnh độc cư mà sống một mình thôi, mà thầy biết mấy con sẽ tu được. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy mà, chứ đâu phải là khi không mà trên trời rớt xuống cái này được, con hiểu không? Sống trên Hòn Sơn một mình có ai nói chuyện với thầy? Không phải là sống cô đơn sao? Mà 9 tháng ở trên đó một mình một bấm. Thì bây giờ mấy con ít nhất thì mấy con phải sống 3 tháng ở trong tháp một mình chứ. Mà lại còn đóng cửa lại chứ, đừng có mở cửa ra vô, người kia đi ra đi vô thì đâu được. Hoặc là buồn quá chạy xuống nhà bếp là sao thì thôi, thầy nó hết tu rồi. Mấy con thầy nó ở quanh đây mấy con buồn buồn là xuống nhà bếp lặt rau ạ. Làm công quả. Thầy cứ thật là mấy con hiểu gì. Thầy biết cái tâm trạng mấy con cô đơn nó nổi đâu. Cho nên sự tu phải nắm vững cái cốt cán của nó, cái đặc tướng của nó, để rồi người thầy người ta sửa được. Khi mấy con được rồi thì dù nam nữ thầy đều giúp mấy con ở gần bên thầy hết. Thầy chăm sóc mới được chứ, còn ở xa là sao thầy chăm sóc. Thầy cất những cái dãy nhà ở sát bên thầy. Bây giờ thầy cất 100 cái nhà, ví dụ thì 100 đứa con của thầy sẽ đạt được đạo hết. Cho nên cái khu rừng ở trong cái viện, thầy sẽ cất cái khu này rồi qua khu bên kia. Thì những cái ngôi nhà mà đã cất chưa xong, nhưng mấy con chắc có đến ở đỡ, lao mà ở đỡ đó chứ chưa rồi phải không? Nhưng mà tạm thời nó vậy đó. Cái khu đó đó là cất 44 cái nhà. 44 cái nhà. Rồi qua bên kia, cái khu bên kia là 60 cái nhà. Mình xin phép nhà nước cho được xây cất 130 cái nhà.
thầy xin thừa chứ thầy. Cho nên đâu có bắt tội thì được, phải không? Cho nên thì cái nhà là để mấy con có thử vô nhà, trời đất ơi, một mình toàn quá vậy mà tôi không được rồi, quá chừng rồi, phải không? Mấy con nỗ lực đi, mấy con thầy đã nuôi dưỡng cho mấy con tu hành, mấy con thấy cái nhà này là nhà của tu viện, không phải của thầy mà cũng phải của mấy con đâu. Chúng ta tạm thời ở, trời không lạnh không nóng, để mà chúng ta được thoải mái mà tu tập. Mục đích của thầy là vậy, giúp cho mấy con tu tập đạt mà được ở gần bên thầy. Mấy con ở bên đó mà con thấy thầy bên đây chứ mà thầy nhìn qua đứa nào ngủ quên thì biết liền đừng nói chuyện. Mấy con trốn khỏi thầy đó, còn ở xa ngoài này á thì thầy giao tôi mới biết. Chứ còn thầy mà đi ra từ trong đó đi ra đi sao nổi, sợ quá. Nhưng mấy con giữ được cư được là thầy lôi nó hết. À, thì hôm nay thì mấy con gặp thầy là thầy xuất tánh cho mấy con, khích lệ cho mấy con niềm tin được thân người đó. Mấy con dù mấy con có đi học, mấy con có đổ cao đi nữa, mấy con cũng chỉ ra làm giảng sư, mấy con dạy để kiếm tiền với vợ của con, xây dựng gia đình của mình cao, chứ không có làm được chủ sinh già bệnh chết gì đâu. Rồi chết đây cũng nghe héo miệng, chứ làm cái gì? Thầy nói đau bệnh nằm đó mà chịu đựng, vợ con khổ sở chứ làm cái gì? Các con cứ nghĩ bây giờ một mình con đó, có mình con thấy con không khổ, thêm bà vợ, cái ý của bà vợ đâu phải giống con, bà nói trái ý mình cái tình tức. Phải không? Bà đi ra ngoài kia bà bài bạc, bà nói chuyện thật mần bao nhiêu tiền mà đi bạc la rầy bà, thì bà nói này nữa kia, có phải khổ thêm không? Thấy đời đâu có gì, thêm hai người là có khổ rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó đâu phải vậy không? Mấy con sẽ sanh con ra, đâu phải sinh đứa, ba bốn đứa rồi biết. Nỗi khổ của con người khổ quá, mà tại sao chúng ta cứ bám vào khổ gọi là hạnh phúc? Thật sự ra mấy con thấy một người nam người nữ chở đi qua đường, trời hạnh phúc, hạnh khổ chứ hạnh phúc. Thầy thấy đó là cái khổ của thiên hạ. Về về đây mà đánh lộn nhau chứ, hội đi chợ mua, tôi bảo đừng có mua cái thứ này, cãi cọ tắt hai liền chứ nó đâu có dễ. Nên nên thầy nói thật sự ra cuộc đời khổ lắm, mấy con sống mình như thầy cũng khổ, không ai cũng mắng thầy được hết. Không, mà mấy con có thêm rồi mấy con biết, nữ cũng vậy, nam cũng vậy, mấy con thêm rồi nó đâu phải thêm có hai người đâu, đẻ ra một do bây giờ nó mới khổ. Đau bệnh thì cũng phải ôm ẵm nuôi chứ, con mình quăng đó hả, chết bỏ thôi, không có lý do. Cái điều tình cảm con người cũng cho phép chúng ta làm được đó. Thế nên khổ lắm mấy con. Bây giờ mấy con sinh ra là người, mấy con chưa lập gia đình, nhất định là không phải. Đừng có bị cái dục nó gạt chúng ta để mà đi vào của con đường khổ. Chính thức hai, cho nên chúng ta chính thức hai để chúng ta tiến tới một cái sự tu tập. Đơn giản quá, hàng ngày ngồi chơi chứ có làm cái gì? Tâm bất động thanh thản là lạc lối sự. Rồi chừng năm, chừng ba giây hoặc ba mươi giây mình đã thấy tâm bất động ngồi đó, rồi có niệm quán di di phả, rồi có niệm quán tu. Chỉ trong vòng 7 tháng mà tu tập như vậy thì mấy con sẽ đủ tứ thần túc, bốn lực như thần. Bây giờ bốn lực như thần, mấy con định như ý túc, tức là mấy con muốn cái định nào thì mấy con sẽ nhập vào cái định này. Chứ chưa có tứ thần túc, chưa có định như ý túc thì mấy con đừng có ngồi thiền nhập định. Không có thiền định gì mà cái kiểu gì cục vậy, kiểu ngồi như cây đá nó ức chế ý thức của mấy con. Đó là sai của các thầy ở bên Đại Thừa và Thiền Tông, không hiểu. Mà giờ cứ truyền dạy người ta tu tập cái kiểu đó. Đạo Phật, Phật dạy ly dục lẽ pháp, chứ đâu phải là ngồi đó ức chế ý thức, lấy cái ý thức này để mà ly từng cái tâm niệm của chúng ta ra, gọi là ly dục lẽ pháp. Từ ly sạch thì nó sẽ thanh tịnh. Cho nên trong khi nó thanh tịnh thì tức là cái tâm mà nó thanh tịnh, tự nó có bốn cái lực như thần, định như ý thức, tinh tấn như ý thức. Con ngồi đây tâm nó bất động, nó không một niệm gọi là tinh tấn như ý thức. Con ngồi đây mà cứ lát vọng tưởng, đâu có gọi là tinh tấn như ý thức được.
đó, mấy con thấy định ý túc muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập định đó. Chứng tánh ý túc thì hạ tự nó siêng năng được, nó không còn lơ đễnh. Rồi tuệ ý túc, các con muốn biết cái gì thì nó biết cái nấy hết. Tuệ ý túc, dục ý túc, mấy con muốn biến hóa hoàn hình làm cái gì. Bây giờ mấy con là ngồi đây là nam là nữ, mấy con muốn làm con chim con cua gì nó biến ra nó làm cho mà xem. Sao lại nó làm được? Cũng cái thân này mà nó biến ra đâu mất, nó hộp lại thành cái thân con chim, nó đậu ở đây, phải không? Mấy đứa súng đè đầu quá cái con. Không ngờ là cái người bạn của tôi. Cho nên khi mà chúng ta tu rồi, nó có cái lực như vậy. Cho nên trong lúc đó đó, trong lúc đó, trong cái thời Đức Phật, thì có một vị tỳ kheo đó tu chính được giải thoát, đủ lực dục ý thức. Thì các thầy khác, các vị tỳ kheo khác, nó ông có dụng ý thức, ông làm con voi đi, tôi có. Cái ông này dùng mình thành con voi thiệt lớn. Rồi bắt đầu do từ ngoài đó đi vô quơ cái voi này. Mấy người kia nó trao nó thơ, nó vơ như vậy, nó học cột, nó kẹo hết sao. Thì cái ông đó đó, ổng mới nói, con voi này bây giờ nó có đập cột kèo không, gãy đâu. Bởi vì ở đây đó, tôi thực hiện cái bóng thôi, chứ đâu phải con voi. Cũng như bây giờ con đưa cái bàn tay đây, cái đèn dọi đây có cái bóng. Cái bóng đó là sập nhà được sao? Cái bàn tay này thì nó đập, nó gãy cánh cửa, phải không? Nhưng mà thầy đập ở đây, cái bóng nó đập cái cửa, chứ cả làm sao nó gãy cánh cửa nó được. Người ta thực hiện cái bóng cho mình coi cái thần thông mình cái bóng. Nhưng mà ta thực hiện thật sự đó, thì những người đâu có chuyện mà ngồi đây được. Có còn thấy không? Tại sao chúng ta lại có cái lực, người nào cũng có vậy mà tại sao chúng ta không? Đâu phải nó đó. Cả một cái thời Đức Phật bao nhiêu gì chứng quả án người ta làm được, mà tại sao bây giờ chúng ta không làm được? Cái lực mà mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, nó tịnh chỉ hơi thở được thì mình muốn làm gì là không được. Các con thấy bây giờ đương thở vậy, các con bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, chỉ ra lệnh được thôi, các em hơi thở từ từ nhẹ không có mà hao, chứ không phải như ai bục miệng bục mũi mình nó thở nghe nó tức tối hãi. Bởi vì nó rơi vào trong, nó nhập vào trong một trạng thái của thiền định. Cái trạng thái đó, cái thiền định đó, nó mới tịnh chỉ. Chứ đâu phải người ta bít miệng, bít hò vào cho thở, thì cái lỗ tai nó kêu dê dê, cái đầu nó bưng lên thì chịu sao nổi. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây người ta có cái phương pháp hẳn hoài đàng hoàng. Mà muốn được vậy thì người con phải tu tập giữ cái thanh bất động. Bây giờ mình giữ một phút, rồi lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Cứ tắc ý thôi, ai biểu mấy con. Tắc ý nhiều, niệm có tắc ý thì không được. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, niệm như thế nào? À, bây giờ mấy con niệm, con tắc ý, tâm bất động, thân hạ là gì? Mấy con niệm, thì mấy con niệm như thế nào? Tâm bất động, thân hạ là gì? Tâm bất động, thân hạ là gì? Tâm bất động, thân hạ là gì? Mấy con niệm như vậy, cái ý thức của mấy con nó không khởi. Nhưng mấy con niệm thì cũng giống như mấy người Phật Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để cho cái ý thức nó bị sâu đó, nó không có khởi cái niệm. Phải ngày đêm thì nó sẽ thấy khỏi Phật Đà. Còn các con đó, mà tu Phật mà niệm cái câu mà các ý như vậy đó, thì phải ngày đêm nó sẽ rơi vào trong cái tỉnh thức của mấy con. Cũng bất động nhưng nó rơi vào không khởi. Nhưng còn không có thành phẩm gì hết, không có lực gì hết. Nó sai đó. Đấy mới như quan niệm. Còn người ta tác ý như thế nào? Tâm bất đồng không rồi ngồi im lặng để lắng nghe cái tâm của mình. Nó sự bất đồng thì nó không thẳng. Coi nó còn niệm hay không. Khi nó còn niệm thì chúng ta tiếp tục tác ý nữa, rồi lắng lắng nghe. Nó có niệm khác mà mình chưa thông suốt cái niệm đó thì đem định vô lậu quán xét phản niệm nó, chớ không được tác ý xuống. Cứ tu tập như vậy, vừa lấy cái định vô lậu quán xét tư duy triển khai cái tri kiến giải thoát,
vừa dùng tác ý để giữ gìn tâm bất động. Cứ như vậy ngày ngày mấy con tu tập trăm bảy tháng mấy con sẽ chứng đạt. Đạo Phật nó bảy ngày bảy tháng bảy năm, thì cho hồi nào tới giờ mấy con cũng biết Phật pháp cũng nhiều rồi, thì chắc chắn là bảy năm qua rồi. Nghĩa là tu sai nè, theo mật tâm nè, tịnh độ niệm Phật nè, rồi tu tất cả cúng bái tụng niệm phụ siêu cầu thang đủ loại hết rồi. Đó là bây giờ tính cộng hết những cái mà theo Phật giáo mà điên cùng của mấy con đó, thì tính là 7 năm. Bây giờ mấy con có biết được chánh pháp của Phật là tâm bất động, đó là chân lý giải thoát của đạo Phật. Cho nên mấy con còn 7 tháng nỗ lực tu tập, trong 7 ngày tâm sẽ thanh thản bất động được, thì tình đó mấy con sẽ kéo dài. À 7 tháng thì mấy con đủ tứ thần tu, thì đó mấy con dùng cái tệ như túc xem coi mình có duyên để độ túc sanh ở chỗ nào. Bởi vì tự mình biết thì mấy con sẽ đến nơi đó, thì mấy con nói người ta nghe, mấy con nói đâu người ta nghe, cái duyên của mấy con đó thì mấy con độ số người đó. Là tại vì trong cuộc đời của mấy con có gieo nhân quả, cho nên là mấy con phải gặp để trả cái nhân quả bằng cả cái nhân quả của Phật. Qua cái trí tuệ tâm minh của mình xem xét rồi đến đó đó, chứ không phải tu chứng rồi cái nhận biết bàn hết, không phải đâu. Còn tại sao có người tu chứng rồi nhận biết bàn, người ta nhìn thấy người ta không có duyên, giờ có độ không ai nghe đâu, lỡ nói chứ không có thầy đừng bà. Nó cũng như ông A Nan mà hết duyên rồi ổng thuyết giảng, thì mấy ông sư mấy ông thầy nó A Nan già lúng lẫn rồi, nó bậy đứa bà đừng có nghe. Thì lúc bây giờ ông A Nan còn dạy được mấy con. À, cái ông sư đó đó, ông nói cái câu kệ đó, ông giải thích cũng cái câu kệ của Phật chứ gì, ông giải thích cho đám đệ tử ông nghe. Nhưng khi đám đệ tử ông nghe ông thầy dạy rồi, ông đem đến ông A Nan mới hỏi. Ông A Nan mới nói ông thầy của ông nó giải thích như vậy thật. Ông A Nan mới giải thích cho đám đệ tử này nghe. Đám đệ tử này mới đem về học ông thầy. Ông thầy nói ông A Nan này tầm 20 tuổi ông lẫn lộn rồi, ông nói sao cho đúng. Phải không? Nghe thầy chứ đừng nghe ổng, ổng già rồi. Thì ông A Nan thấy thôi mình hết duyên rồi, người ta nói mình nói sai. Phải không mấy con? Cho nên ổng nhập diệt lúc 120 tuổi. Bây giờ có nói cũng có duyên mà nó có đủ, người ta đâu có nghe đâu. À, cũng như bây giờ mấy con từ xa xưa mấy con đến đây, đó là thầy còn duyên. Chứ thầy còn không duyên nó thôi, chắc chắn là thầy có kêu mấy con cũng không đến nữa. Có đúng không? Cho nên còn duyên thầy nói, mấy con khích lệ mấy con để cho mấy con có những cái nghị lực ý chí để cho mấy con vượt qua, mấy con ôm chặt pháp đi vào. Thì trong một số của mấy lực mấy con sẽ có người chứng đạt. Cái duyên nó như vậy đúng không? Cho nên nó có duyên nó mới vậy. Đường xa xa xuôi mấy con dám bỏ vào đây thì mấy con đủ biết là cái duyên chứ đâu phải là cái duyên. Đời trước có thể chúng ta cũng đến nhà con cho thầy bắt cơm chứ đâu phải không? Nhờ ăn cái bắt cơm nhà con bây giờ mới gặp con. Có phải không mấy con? À, thấy ông sư đi khất thực tới ngoài đường này. Mẹ ơi, để cho con thấy bắt cơm cúng giường cho ông thầy. Tội nghiệp đi từ trưa tới giờ không thấy cơm gạo hết. Không ngờ là con sớm bắt cơm đó bây giờ con gặp thầy nữa. Không dễ gì gặp thầy. Không phải không? Cho nên mấy con thấy người ta xớt bát, người ta xớt cơm cho những gì người ta gieo duyên. À, mai mà ông thầy chứng đạo đó là cái duyên độ mình. Mà không may thì mình cũng có đủ cái phước như là hữu lậu bố thí cho người khác. Các con nghĩ mấy con đâu có mất cái phần nào của mấy con đâu. Cho nên mấy con bố thí như vậy thì mấy con bao giờ mấy con thiếu cơm. Đó là cái phước hữu lậu. Mấy con làm với cái tâm thương người khác, người ta đi xin thì người ta đó là cái phước hữu lậu. Còn người ta chứng đạo đó là cái duyên của mình, để rồi mình sẽ gặp những gì chứng đạo trong kiếp này và kiếp sau người ta sẽ đạo. Cho nên hôm nay mấy con mà ngồi đây thì nghe đều là những người có duyên. Không lẽ mà thầy nói chuyện trước của mấy con là ông A, ông B, ông C ở làng, ở xã nào, quê Hà Nội mà là thầy. Thì không lẽ thầy là thầy gói vậy sao mấy con? Thấy không?
Cho nên thầy biết nếu không duyên sao bây giờ mình gặp nhau, không có duyên mới gặp nhau chứ. Cho nên vì vậy nó còn phải sáng thôi. Thầy chỉ ao ước mấy con làm chủ được sinh già bệnh chết, để Phật pháp của chúng ta ở đất nước của chúng ta phát triển được rộng lớn, nhưng đi khắp cả nhân châu để giúp người loài khổ lắm. Ai sanh ra làm người không khổ, rồi bệnh không khổ mấy con, rồi chết không khổ. Người nào cũng khổ, không có người nào có cái bốn sự tha khổ này. Vậy mà có những người làm chủ được, những người đó rất là tha thiết giúp cho mọi người. Các con thấy trong thời Đức Phật rất tha thiết giúp cho chúng ta, nhưng đã mấy người lập, nhưng cuối cùng vì danh vì lợi các thầy đại thừa triển khai nó tập lát hết, làm chúng ta mất lối đi, không biết đường nào mà tôi được giải thoát. Cứ niệm Phật cho được nhất tâm rồi cầu việc cực lạc, ông Phật Di Đà rước lên cõi cực lạc, mà không biết có người nào về khỏi cực lạc chưa, mà đâu có làm sao mà có cõi cực lạc thật. Đức Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ đâu phải liễu tri. Trong thời đó ngoại đạo đã xây dựng 33 cõi trời, còn trong thời chúng ta thì đại thừa xây dựng có một cõi cực lạc để chúng ta niệm Phật Di Đà được Phật Di Đà rước về cõi cực lạc. Cho nên mấy con nghe cái khám của ngài từ của hòa thượng từ thiện nam tính nữ các người chỉ thành tưởng Phật niệm người chúng ta, ta không thiếu ở nước ta thể không làm chắc đà. Còn nói quá rõ mấy con, trong cái sám của ngài từ dân, cái bài kệ của ngài từ dân. Nhưng tự hỏi mấy con chưa hết tham suy, chắc chắn mấy con lơi khỏi cực lạc. Mấy con nghe nói trên cõi cực lạc mà diễn tả là thân người ta lát vàng, mà mấy con thì ham vàng lắm, lên trên mà đánh lộn mình dặn. Cái đất cực lạc này nó phải lập nhiều tòa án để xử tội chứ. Bắt đầu cực lạc nó không còn cực lạc nữa, mà nó còn hơn cái địa ngục nữa. Có phải mấy con? Bởi vì trong cái cõi chúng ta đã tham dục. Do sự tham dục đó mà chúng ta thân với nhau mà đau khổ. Bây giờ không diệt cái lòng tham dục mà chỉ cầu cho về cực lạc, niệm Phật cho cầu, ông Phật Di Đà có ra dám trước chúng ta không? Tiến về nó thành địa ngục hết sao? Cái tâm còn tham lam, chưa có ly dục đéo pháp đây lên trển ăn thua đủ á, cái lập bè lập nhốt phải không? Trời đất ơi, chợ đen chợ đỏ nó chứ đừng gì, đâu có dễ. Cho nên không có một cái tưởng tượng nào mà có thể lấy cái trí tuệ chúng ta suy tư. Cái người tưởng hạnh phúc lắm sao? À, khỏi thực là muốn ăn cái gì đó tưởng hiện ra. Nghe trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Quang nó diễn tả cách thức chúng ta sống thì nó sung sướng hơn cái thế gian nữa. Mình muốn nghe âm nhạc cái hàng rào kia nó ca nó nhạc hơn nữa, làm cho mình nghe khỏi cần mở tivi người ta vô gì hết, sướng thiệt chứ. Sao mà khỏi cực lạc nghe nó hạnh phúc quá. Đó là cách thức nuôi cái lòng dục của chúng ta cần phải, chứ đâu phải là diễn lòng dục. À, cái những cái kinh sách đó như vậy đó, nó gợi lên chúng ta lại ham nhiều hơn, dục hơn nữa. Ai lại không muốn sung sướng, mà sung sướng cái kiểu đó không có được. Hay không mấy con thế? Chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta buông hết thì sẽ được giải thoát. Buông chưa hết thì không được. Mà trong mục đích của đạo Phật nhắm vào ly dục ly ác có nhiều hơn. Cho nên cái người mà có đủ sức tỉnh giác thì mới ly dục ly ác. Chúng ta do mê muội chưa tỉnh giác cho nên chúng ta còn dính mắc sắc đắm. Mà tập tỉnh giác thì mấy con tập pháp nào mà thầy đã giảng? Thân hành niệm. Mà thân hành niệm nó có 13 pháp chứ đâu phải có pháp để thân hành. Nhưng mà mấy con thấy sao mà ngồi lại nó cứ buồn ngủ hoài, thì phải đi tinh hành chứ sao. Mà ngồi lại nó không ngủ mà nó loạn tưởng, nó nhớ cái này, nó nhớ cái kia, thì mấy con phải tu định vô lậu chứ sao. Hãy tâm trạng mấy con có ở chỗ nào thì mấy con có 13 pháp của thân hành niệm. Mấy con lấy cái pháp ngay đó mấy con tu thì mấy con sẽ dẹp được nó liền chứ. 13 pháp gom lại gọi là thân hành niệm.
nghĩa là lấy cái thân của chúng ta mà biến ra cái niệm để chúng ta tu. Nó cụ thể, nó rõ ràng. Thầy nó muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thầy có cuốn sách đó mà, có phải không? Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? À, thì trong đó thì giải thích cho mấy con nghe, đó là pháp thân hành, chứ không có gì cả. Mà 13 pháp trong pháp môn thân hành. Ví dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con tư duy suy nghĩ, mấy con nghĩ rằng cái này nó không phải là thân hành niệm sao? Nếu không có thân thì ai suy nghĩ đâu? Thì nói thân hành niệm chứ sao? Con hiểu chưa? Cho nên 13 pháp thân hành niệm là nhằm đối trị 13 ác pháp trên thân tâm của các con. À, gặp ác pháp nào thì lôi cái pháp đó ra đối trị nó liền, thì nó sẽ biết gì. Thầy chưa đủ duyên mở lớp thì dạy mấy con từng pháp một, tâm mấy con ở chỗ nào đó mấy con có áp dụng vô chỗ đó mấy con sẽ thấy được dễ hơn. À, bây giờ cái thân của mấy con đau nhất thì mấy con sẽ áp dụng cái pháp đó vô cái thân của mấy con, thân mấy con đau nhất như vậy. Thầy dạy mà, về tập đi, tập 1 tháng đến 3 tháng rồi mấy con sẽ thấy thân mấy con không đau làm chủ được mình. Pháp thầy hay quá. Bây giờ khỏi tốn tiền thuốc rồi, để tiền thuốc cho mấy người nghèo mấy con. Họ bất hành, họ không ôm ăn, mình cho họ. À, vậy là có lợi ích cho xã hội chứ sao. Cho nên ráng tu. Thầy đã viết sách rất đầy đủ, lẽ ra thì thầy mấy con cứ coi sách là được rồi. Trừ ra mấy con tu tập có cái gì thắc mắc thì mấy con gặp thầy. Trừ ra mấy con quyết tâm phải thân cận thiền hữu tri thức thì mấy con sẽ về gần bên thầy để mà cưa hỏi những cái gì mà con đã tu được, những cái gì con đã tu sai, những cái gì con đã tu chưa được. À, trong những kinh sách mà thầy đã viết con đã tu như vậy có đúng không? À, bây giờ con trình bày thầy nói cái này đúng, tiếp tục tu, cái này sai là như vậy, nó sẽ lọt phần tưởng, thầy tu dừng lại, khó có nào thầy dẫn à, cho nên mấy con không cả lạc được. Vì có một người dẫn đường, ví dụ bây giờ vô trong khu rừng rậm như thế này, mà một cái người đã thông suốt cái khu rừng này thì người ta dẫn đầu mấy con đi, đừng có đi tự đi mình đó, lạc đường. Mà lạc đường á thì mấy con thấy không biết đường ra, mà không biết đường ra coi chừng cái đói đâu. Cho nên mấy con biết không tu mấy con mới được. Nhưng về đây rồi thì mấy con đừng có để chuyện gia đình của mình nó còn dướng, còn bận, còn lo, phải giải quyết sao nó cho ổn, mình không còn lo lắng nữa, không còn nghĩ nữa, để cho mình tu. Mà mình tu xong rồi mình về đổ gia đình mình chứ. Ví dụ như các con của con lớn rồi, 18 tuổi hết rồi, bây giờ đi học, đi làm. Con thấy bây giờ cái thời gian còn lại mình, nhưng không có nghĩa là con tu rồi con bỏ. Các con tu rồi bắt đầu về, mẹ làm chủ được sự sống chết được không? Các con làm người thì các con cũng đang ở trong những nỗi đau của mình. Mẹ thì dạy các con, đó là người mẹ của con. Con thấy không? Còn cha mẹ của mình giờ khổ sở, mình dạy cho ông bà tôi không còn khổ sở nữa. Đó là mình hiếu, mình báo hiếu. Con thấy chưa? Còn giờ mấy con không biết gì, ông bà đau nằm rơm đó thì chỉ còn có chạy bác sĩ lo than thuốc cho ông bà, gọi là báo hiếu. Nhưng sự thật mình có đau thế cho ông bà được đâu. Còn cái này còn dạy cho ông bà cách thức. Bây giờ ba má mà đau như vậy đó, phải làm cái này nè, cơn bệnh của con sẽ giảm liền. Con ngồi đây con sẽ dùng cái tâm của con tu tập, con sẽ hỗ trợ ba má này. À, mà yên tâm, nhớ cứ nhớ cái câu này mà phải ý. Con ở đây con cũng tập ý để giúp ba má vượt qua những cái đau, là mình giúp cho cha mẹ của mình thoát khổ. Cũng như cha mẹ mình đang bị chết, đang bị rơi xuống hồ nước, mình đưa cây xuống, mình lôi người nước xuống, mình dùng sức của mình cố để mình lôi người lên, mình cứu mình. Mà mấy con không có cái cây làm sao mấy con đưa, nhào xuống thì mấy con cùng chết. Còn giờ mấy con đã tu tập theo pháp lúc này rồi thì mấy con đã có cái xào rồi, thì mấy con chỉ cần quăng xào xuống, bà má nắm cái xào này, con sẽ lôi lên, nắm cho chặt,
Có phải không mấy con thế? Thì có gì đâu, bà mẹ nhớ tác ý nha, con sẽ tác ý. Bởi vì cái duyên nhân quả nó mới là cha mẹ của mình. Vì vậy mà nó có cái duyên đó mà nó có thể trợ nhau. Thấy một người xa lạ nó mới trợ nhau. Cho nên mình tác ý là mình quăng cây xuống đó, rồi ba má tác ý là nắm cây, rồi bắt đầu mình tác ý nữa thì thôi. Còn ông bà tác ý nữa thì thôi, chứ nó đỡ nó mau, có gì đâu. Chuyện đó là quá thường rồi. Thấy còn thấy rõ chưa? Cho nên Phật pháp hay lắm đấy con. Thì tu rồi thì nói thằng có người của mình dễ chết dễ sống, ai nói gì cũng dễ buồn thường mà phải. Phật giảng đơn giản như vậy mà tâm mình bất động được, mà làm chủ được sự sống chết. Chỉ có Phật mới biết con đường thế giới này, không có Đức Phật làm sao chúng ta. Cho nên đối với Đức Phật thì mình nghĩ Phật chỉ là một thánh nhân của mình. Đạo Phật không phải là đạo. Người ta chỉ đứng góc độ tôn giáo này tôn giáo kia mới thành lập ra đạo Phật. Chứ đạo Phật là đạo của con người, chứ không phải đạo Phật. Người ta muốn cho ông Phật làm giáo chủ, người ta muốn nâng ông lên làm giáo chủ mới cho ông làm đạo Phật. Trời ơi, tôi đi theo Thiên Chúa rồi làm sao tôi theo đạo Phật? Chứ còn đạo con người thì bây giờ có theo Thiên Chúa hòa hảo gì cũng có thể là làm con người cũng phải. Nó không còn cách chia nhau. Chứ không khéo mới còn bị cái tư tưởng tôn giáo này thì mấy con tờ ơi tôi cao đài làm sao tôi theo đạo. Cho nên vì vậy người ta đã chia các cái tư tưởng của chúng ta làm chúng ta rất chướng ngại. Nhưng ông Phật cũng ra đời cũng đâu có nói ông gì thành lập cái đạo, mà ông đem cái sự tu tập giải thoát mà mọi người đều làm được thì đó là cái đạo của mọi người, chứ sao lại gọi là đạo Phật? Con thấy chưa? Bởi vì con người, cái con người nào cũng làm chủ được sự đau khổ của chứ không có cái tôn giáo mà chia cắt. Cũng như bây giờ anh là đạo Phật, anh theo ông Phật rồi bây giờ anh vô Thiên Chúa, tôi đâu có chấp nhận anh đâu. Anh phải giải trừ, anh không còn theo cái đạo Phật nữa thì anh vào Thiên Chúa tôi mới chấp nhận. Nó bị cái tôn giáo nó ngăn cách. Còn đạo Phật anh Thiên Chúa hay hoàn hảo hay là một cái tôn giáo nào Hồi giáo gì cái kệ tôi không biết, nhưng mà anh đến muốn tu tập về cái pháp không làm khổ mình khổ người, cái đạo đức này thì như vậy. Thì như vậy nó đâu có cắt chia gì cái tôn giáo được trong cái đầu của người ta đâu. Đây là cái nền đạo đức của con người nè. Cho nên hay nói đạo đức không làm khổ mình khổ người khổ người. Thế anh là con người anh phải tu tập thì được, con người thì tu tập đó mình thôi. Nó là đạo đức của loài người, đạo của con người chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật thì khi mà thành Phật rồi thì phải ngồi tà xén bái tính sao? Thầy thành Phật thầy có ngồi tà xén bao giờ ở đâu? Thầy làm chủ sánh già bệnh chết mà thầy thấy có tà xén nào mà ngồi đây đâu? Chứ phải đâu mà nó đưa xuống cái tà xén thầy ngồi, chắc là thành Phật có tà xén ở đâu bán xuống. Không có hiểu được đó. Đâu có lý nào mà thầy biến cái tà xén rồi trèo trong đó ngồi để biểu diễn cho người ta coi như vậy. Thế cái chuyện này là đâu phải của đạo Phật. Đạo Phật nó có khoe gì cũng vậy. Có phải không mấy con? Cho nên đạo Phật là đạo của người, chỉ dạy cho chúng ta được giải thoát mà thôi. Mà chúng ta tự thắp đuốc lên đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập. Chúng ta đừng hiểu cái đạo Phật qua các cái góc độ của các tôn giáo khác thì sao? Phè phái tôn giáo nó chia làm nhiều giáo phái được chia ra để cái người nào mà lãnh đạo cái giáo phái đó làm cái ông vua hả? Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng hoàn kiểm, cái tư tưởng vua chúa. Còn ở đây á, thầy với mấy con bình đẳng nhau, chỉ mấy con tập được như thầy thì thầy cũng giống mấy con cũng giống thầy, không có ai hơn ai hết rồi. Có hai mấy con, thầy chỉ là một người đi trước, cũng như là một người anh, một người cha đi trước biết để dạy là các con mình thôi. Sau khi các con tu rồi thì mấy con có nhiệm vụ truyền lại cái này cho các cháu cái này. Cái đâu phải thầy là một ông giáo chủ để mà mấy con xúm nhau mà đỉnh lễ thầy. Làm quá ông vua hồi đó mà các quan đỉnh lễ thầy cũng có chấp nhận cái phong kiến này đâu.
Cho nên thầy rất sống rất bình đẳng, rất bình đẳng với mấy con. Bởi vì mấy con là con người, thầy cũng là con người. Cho nên thầy chỉ làm lớn tuổi rồi thì thầy bằng ông cha của mấy con thôi. Và nếu mấy con lớn tuổi, nhỏ hơn thầy 5-3 tuổi, thì mấy con chỉ là những người em, những người của tất những người em của thầy. Thế đâu có gì khác, bởi vì mấy con cũng là con người nè, chứ đâu có gì khác đâu. Mấy con nhìn thầy luôn, có nanh có bút gì đâu. Nếu mà thành thật một nanh ra gì thì người ta nói quỷ chứ ở đâu thật. Có phải không? Còn nếu mà thầy thành thật rồi thì thầy ngồi kia phải ngồi tập xem bay vô chứ. Cái này thầy cũng lộ bộ thì đi vô cũng mang dép cũng mòn vậy đó con. Các con thấy chưa? Nhưng mà cái tâm của thầy á, nó bất động, nó không giận, không buồn phiền, nó khác mấy con có chút đó thôi. Mấy con không làm chủ được hơi thở, mấy con không tình chỉ được. Thầy tình chỉ được hơi thở, mấy ép người mà chết, nó sống hồi nào sống. Thế các con thấy thầy có khác lạ gì mấy con đâu. Mấy con thấy thầy giống y như mấy con khác gì. Cho nên thành có nghĩa là mình được làm chủ mà được sự đau khổ của chính mình. Chứ không có thành cái gì hết. Không có thành gì hết. Nếu mà thành thì nó cũng một năm thì nó là quỷ. Mà nó ngồi tại sen ngoài kia bay vô thì nó là Phật. Thầy đó có ngồi tại sen thì bay vô đâu. Cho nên thầy nói như vậy để phá đi cái tư tưởng nó còn cố chấp ở trên những hình tướng. Mà Đại Thừa nó xây dựng Đức Phật sinh ra đi bãi bước trên bãi cái tài sen. Trời đất ơi, sen ở trên đất lòi rồi nó mọc được. Như vậy là ông Phật sinh ra dưới vũng nước mới còn. Phải không? Sen đi mọc dưới nước chứ sao lại mọc ở trên đất lòi được. Nó người khéo tự tưởng. Thế thầy là con hỏi thầy là thầy giảng về tâm bất động, không khả năng lạc, vui sự. Thì con muốn biết là thầy là tâm và